Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tony Phong. Hôm nay mình qua khu vườn của bạn Tông và Tám. Hôm nay là không biết là các bạn đang làm trên kia, giờ mình sẽ lên đấy để xem là các bạn làm gì ngày hôm nay. Ở phần trước mặt này, chỗ này là bạn Tông và Tám đã phạt cỏ rồi, nhưng mà không biết là đã trồng gì chưa. Tamut Trabidu. Chỗ này là trước là cái giếng, là bạn đào giếng nhưng mà ở đây không có nước, đào rất là sâu nhưng không có nước. Còn bên này là đỗ đen. Đỗ đen mình vạch ra xem một quả không? Đỗ đen ít quả, không có nhiều. Vâng, kim mưa tôi. Hôm nay mình sẽ đi một vòng vườn của bạn Tông và Tám xem bạn có những gì. Chỗ này đỗ đen trồng đây rất là ít quả, quả không nhiều. Không có quả, chỉ là lá lên này. Thế là sau này nó mới có quả mình chưa biết, còn ở bên này là toàn bộ là lạc. Mình nhổ trộm một cây để cho mọi người xem. Lạc củ to. Ê hô ba. Hai bạn đang làm trên vườn, đang vun ngô. Saki. Còn ở bên này là đỗ xanh. Chỗ này là đỗ xanh, là bạn Tông bạn Tám là năm nay là gieo dày hơn. Lên khá là dày. Nhìn rất là đẹp. Chỗ này là toàn bộ thẳng hàng, bên này ít cỏ. Mình chưa nhìn cây cỏ là chỉ nhìn thấy đỗ lên thôi. Nhìn rất là đẹp. Chỗ này chắc là bạn ấy trồng xong một hôm, còn bên này là đỗ nhìn lên cao hơn. Nhìn rất là đẹp mắt. Còn cái đỗ xanh của bạn ấy, về về đỗ xanh lên được 3 lá mầm rồi, chỉ vài hôm nữa là sẽ lên rất đẹp. Bây giờ mình sẽ lên xem là ngô nếp của các bạn ấy đã thu hoạch chưa. Video trước là mình cũng rất là chủ quan là bỏ các bạn ấy rồi, là ngô bé thì là không được thu hoạch, không bán được thì thôi để lại, nhưng mà các bạn ấy cũng đã thu hoạch và cất vào trong bao lúc đấy buổi tối, và mình chỉ có cầm về luôn và cầm luôn cho khách, mình không kiểm tra. Tại vì là hôm đấy các bạn ấy vác về cũng một bao đầy, một bao nhiều hơn cái bao mà mình mang đi bán, là mình nghĩ là các bạn ấy đã lọc ra rồi nhưng mà các bạn lọc chưa hết. Là ví dụ như là cũng có khán giả cũng để lại comment là cái bắp ngô nó bé như nào, thì bắp ngô nó bé như này mọi người, bóc ra nó sẽ không có hạt. Đây là ngô các bạn ấy chưa chưa được ăn, có cái rất là bé các bạn cũng đã bóc, hạt nó sẽ thưa như này là sẽ không bán được. Đây là bắp bé. Còn những cái bắp nào to như này, Entra Kiwi Minuga đi Peken, bắp to như này là ok này, nên là được, nó không móp đầu sẽ bán được. Mình ngô này của bạn ấy còn khoảng tầm hơn 1 tháng nữa thì mới được thu hoạch. À, ngô này của bạn ấy sẽ khoảng tầm hơn 1 tuần nữa, chục ngày nữa được thu hoạch được. Còn nhà bên nhà Antono thì sắp được thu hoạch rồi mọi người. Ngô bé như này. Không biết là bạn Tông bạn Tám đang làm gì. Ngô nếp của các bạn ấy khoảng một thời gian được thu hoạch rồi. Trên này ngô bắp to hơn, phần trên này, này bắp to hơn cao, còn ở dưới thì bắp lại bé hơn. Như ngô đây, Entra Kimi. Ngô như này là bắp to rồi, nhưng mà cũng đã có sâu, sâu chui trong bắp ăn rồi. Còn ở đây toàn bộ phần trên này là bắp rất là to. Còn ở bên này là đỗ. Mình sẽ đứng ở chỗ này thôi.
em Taraki. Đây là đỗ xanh, loại này là hạt to hơn, quả to, hạt to, cây xanh cao hơn cái đỗ kia. Đây là giống này là năm nay bạn ấy trồng giống này, trồng thử nghiệm. Tông Tám làm gì đây? Xô xa xa. Bạn đang nhổ cỏ. Ok. À, xin bông. Mì kể phê xong nó xa xin cho tao bông. Xin chào. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người ạ. Mình như tên tù áp lưu về cô mù. Em xin phật tâm ai đu xê mà la. Xin. Đết đi. Đối đi. Đết, đết. Đây đi. Xin. Đết đi Angola tên thì phải này. Angola đúng không? Ngôn ép. À. 10 ngày nữa thì được thu hoạch. Tiene que estar agradecendo. 300. Ah, si você vazio é, vê se não não vender. Igual antes de ontem, cliente falar. Sim. Còn ở trên này là bạn Tám. Tám làm gì đây? Xa xa. Sim, tá Eu đây, tôi đang dãy cỏ. Xin chào mọi người nha. Tên tôi là gì? Não entendi. Nó mi tiêu kìa. Ah. Hola, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Tam đẹp trai. Tám, ok. Tam, sim. Esse sasa sing pode deixar tudo capinho. Sim. Dá uma diminuir lá o capim para não estragar o Sim, feijão. ok. Vai queimar, você já começa a queimar, Dona Ivan. Queimar morrer, sim, já Sim. queimar morrer bué. Tem que tirar o capim para não morrer. Ok, eu já sei. Na do Tony Phong on tành giá capilla. Já. Já. Yeah. Tudo bonito. Já não quer ficar bonito já. Sim, phô tô mai đôi đia kỳ bay bunny tu tu Sim. kỳ vai lanh sim mà. Sim. Từ chỗ này lên đến trên đỉnh đồi kia là bạn ấy đã trồng đỗ rất là nhiều mọi người. Còn các bạn ấy đang nhổ cỏ đi, nhổ cỏ. Để cỏ là trên đỗ là nó sẽ bị hỏng. Vậy là về về để kể okay. Newton còn ở bên này là bạn Tông và bạn Tám cũng đã cuốc được rất là nhiều ở bên này. Toàn bộ chỗ này là bạn đã cuốc lên chuẩn bị trồng cây gì thì mình cũng không biết, chắc là bạn trồng đỗ. Hôm vừa rồi là mình đưa tiền cho bạn để bạn mua đỗ, mua hạ đỗ giống là khu chỗ này là chắc là bạn trồng thêm. Còn đây là chỗ này là thu hoạch ngô rồi. Trên chỗ mà mình đang đứng này là thu hoạch ngô rồi, bạn dọn sạch hết rồi. Rất là sạch sẽ và gọn gàng, đẹp. Toàn bộ hết chỗ này là đỗ. Đỗ chỗ này là các bạn mới trồng thôi. Trồng khả năng là trồng cùng mấy bên nhà, bên xóm suối kia của mình nên là cây cao bằng nhau. Mà lên đẹp hơn, thời tiết có mưa nên lên đẹp hơn. Còn ở đây là củ đậu của các bạn ấy. Củ đậu không biết là cái bé này đã có củ chưa. Entra kim miêu tôi. Không biết là có củ chưa, mình đang bới để xem có. Sâu lắm. Bạn ấy trồng lông nhưng mà đến lúc nó ăn rễ xuống sâu. Chưa hình thành củ. Đây là cây củ đậu. Chỗ này là bạn ấy trồng cũng phải được chục luống. 1, 2, 3, 4, 5, 10 luống. Cả bên này nữa. Còn chỗ này toàn bộ khu này là bạn Tông với bạn Tám là bạn trồng hết đỗ xanh. Hôm nay là mình đi thăm khu vườn của bạn Tông Tám xem là bạn làm được những cái gì. Toàn bộ ở chỗ này. Lửa phần trên cao này là đỗ xanh. Đỗ xanh là loại này là loại to. Còn là từ phần dưới hất xuống dưới đến chỗ xanh dưới kia là các bạn đã trồng hết lạc. Toàn bộ chỗ kia là trồng đã trồng hết lạc. Rất đẹp. Rất là đẹp. Bên này là không có nước nên là các bạn chỉ tranh thủ về mùa mưa là các bạn phải trồng. À, hết mưa là toàn bộ bên này là sẽ không trồng được cái gì. Các bạn quay ra dọn dẹp rồi cuốc đất để chuẩn bị vụ mới. Các bạn ấy trồng được 2 vụ là các bạn đã thắng lợi rồi.
Quả đỗ xanh là nhìn như này là rất là to này. Nhưng mà giống đỗ này thì chắc là ăn không biết là có ngon không thì mình không biết, mình chưa ăn bao giờ cả. Nhưng mà như này là trồng đỗ này là năng suất hơn. Đây có cái quả lộc vừng. Ở bên này là có quả lộc vừng mọi người. Quả này như ngày xưa là mình ở nhà hay thái cho lợn ăn. Ở bên này cũng có. Cái này dê cũng ăn. Dê lợn. Còn ở phần trên đỉnh trên kia nữa vẫn còn ngô. À, các bạn nó cũng đã trồng ngô sắp được thu hoạch. À, theo mình thì chắc ở phần trên kia các bạn ấy trồng ngô Angola. Ngô tẻ, không phải ngô nếp. Galinha. Galinha Mata. Sim. Sao phơi ấy? Gà, gà rừng. À, bay ở trong ruộng ngô ra. Dois pesos trabalho, muito. Esse arrancar com o seu comal. Com a mão e estamos também catando. Sim. Cabeça, o primeiro no cotar, O que ele está andar difícil? assim, depois entrar bem difícil. Esse capinho, esse bem difícil, depois bem fundo. Bem fundo. Sim. Só com mal tirar, depois ele morrer tudo. Toàn bộ đây là cái loại cỏ gì thì mình cũng không rõ, nhưng mà cái thân của nó xong nó lên rất là to. Cái cỏ này là các bạn phải nhổ đi, nhổ bằng tay. Nếu bạn chặt gốc lên đây một cái là nó sẽ lại lên tiếp ngọt mới và sang năm nó lại lên tiếp. Còn bây giờ các bạn nhổ đi thì nó sẽ chết. Hai bạn tông bạn tám là mình không có thúc giục các bạn làm việc cả, các bạn toàn bộ sẽ tự giác làm việc. À, xem thời gian này là hai quy là các bạn ấy về hai quy về quê thì bạn tông bạn tám sẽ làm việc như thế nào, thì bạn tông bạn tám sẽ thường xuyên có video, còn mình thi thoảng sẽ qua đây để xem các bạn làm việc như nào và sẽ cũng sẽ có video để cho mọi người biết. Còn mình không có bảo gì cả, toàn bộ đây là bạn tông bạn tám là tự giác, sáng dậy nấu ăn xong rồi các bạn sẽ lên vườn làm việc. Nếu mà trên này không có việc thì bạn sẽ làm việc ở nhà. Làm việc ở nhà. Còn là mình qua chỉ xem nào thành quả của các bạn như nào thôi. Ví dụ ngô này là cái lần bạn các bạn trồng là nó cũng chết một số rất nhiều. Còn những cây còn lại thì nó lên rất là khỏe. Ngô này SC ngô Angola. Sau một thời gian cũng rất là ngắn, khoảng tầm 2 tháng, cỏ lại tiếp tục mọc loạt mới, rất là nhiều cỏ. Chỗ này của bạn Tông bạn Tám là cũng rất là rộng. Rất là rộng, các bạn làm việc cũng phải chăm chỉ thì mới sạch cỏ như thế này. Ở bên này bạn vườn của bạn Tông rất là nhiều các loại cỏ leo. Cỏ leo này là các bạn phải luồn tay vào nhổ đỗ của các bạn ấy. Hiện tại là nó đang có trà rất nhiều.
Cái này là các bạn ấy làm không kịp là vẫn còn trà. A gì cozinha che? Noi lo usiamo. No, ainda? No. Però buscamo come da solo ora in casa. Sore com'è a casa? No, però buscamo e cosiamo qui. Ok. Se vuoi aiutare le fanno, le persone, per aiutare a casa in Cuba, una quarta-feira. Quarta-feira? Sì. Aí bem ocupado? Ocupado. Sì. E se arrancar non demora, può se arrancar qualche un momento. Depois esperar secar, aqui tá vamos bom, roubar, não vai deixar aqui. Não tem ninguém roubar. É nem levar uma coisa, uma monte assim, muito pouco. O pouco já, já que já, você banheira. Não, banheira, você não há, não quer, não tira. Deixa completo assim. Aqui não, que roubar, dona da frente aqui lá vai falar. Deixar aqui tudo com o papá da levar, não com o papá. Não, papá tá, ele vir aqui buscar, bete muito gasolina lá, ele não levar buscar, bete muito gasolina lá. Quando ele vender, vai ganhar uma gasolina que ele perdeu? Nada, não vender, bom, você levar tudo aqui, vender quanto? 4 mil, ele vir aqui buscar, não tá bom. Aqui você vai buscar, você vai gastar do quê? Mil? Mil só? Sim, vai vender uma banheira, você é tondolado, vai vender uma banheira, vai vender 7 mil. Nada, ah, não. Você deixar aqui, não tem ninguém vir aqui. Galinha. Sim. Bate. Ê, bên này của bạn Tông tám rất là nhiều gà rừng. Đến nói tiếng đi đột minh ai ai. Sim. Gà rừng ở đây là tối ngủ trên cây rất nhiều. Ai tên kẻ flo đi bánh bonito. Come? Não. Ah, irmão, você come, você come. Come? Sim. Bom. Ở đây chỗ này bạn Tông Tám cũng đất trồng ngô rồi. É xin tên mình nhú. Tám. Melio. Sim. É xin tá tapa. Ở trên này là khu vườn của bạn Tông, bạn Tám là có một cái quả. Không biết là quả này là quả gì. Quả này năm ngoái mình cũng đã ăn một lần rồi. Toàn bộ hết ở chỗ này là các bạn đã trồng đỗ. Tên. Bây giờ bạn Tám sẽ lên bẻ cái quả đấy xuống. Quả này ăn chắc là nó hơi chua. Nếu mà nó chín thì cũng còn ngọt. Số mà kia giá đu đủ. Giá đây. Aqui tem. Ui, dồi, lặng quá. Quả nhìn toàn bộ là nó sẽ sung xuê và nhìn rất là đẹp. Nhưng mà mình sẽ ăn thử một quả, quả này xem hôm nay nó có ngọt không. Còn bình thường quả này chị em phụ nữ rất là thích ăn tại vì nó hơi chua chua, hơi rất chua. Còn là mình xem thử thôi, mình không ăn được chua đâu mọi người. Chua. A dê đủ quê. Sau khi là mình tách ra là trong nó đều có múi. Nhưng mà khá là chua. Mình sẽ ăn thử một ít thôi, còn đâu là để các bạn ấy cầm về. Chua lắm mọi người.
mình không ăn nữa, mình ăn thử thôi. É, se na rua aqui tá trồng gì? Sim. Dá uma trabalhar esse lado aqui. Trồng gì đây? Sim. Planta que é aqui? Ali feijão. Feijão mais? Aqui eu meto aqui é macunde. Macunde? Sim, 200. Ok. Là cái mảnh đất mới khu bên kia là bạn ấy đang cuốc, thì bạn ấy sẽ lại trồng đỗ vào đấy. Đỗ 2 tháng là các bạn được thu hoạch thôi. Còn ngô lép thì các bạn khoảng chục ngày nữa, hơn chục ngày nữa sẽ được thu hoạch. Rất là nhiều. Esi canh. Mandioca canh. Đúng mua. Tênh bùi. Cà va mai. Sắn của trên chỗ khô, trên chỗ vườn của bạn Tông và Tám, củ rất là to mọi người. Bạn ấy dỡ ra để ngâm làm bột phun. Sao không? Còn ngày hôm nay thì mình qua đây, bạn Tông và Tám đang làm việc và nhìn khu vườn của các bạn ấy, thành quả đã có và lạc lên sắp được thứ tư tuần tới này thì các bạn sẽ dỡ lạc. Còn ngô khoảng tầm 10 ngày nữa thu hoạch. Đỗ xanh thì các bạn lại tiếp tục trồng, còn phần trên này là đỗ các bạn ấy trồng, mới trồng thôi. Còn củ đậu lên cũng rất đẹp. Còn phần trên này, toàn bộ đằng sau mình là đỗ các bạn ấy trồng, cũng đang ra qua, đang ra hoa và có quả. Còn ở đây chỗ này có một ít ngô nữa, ngô này ngô Angola. Các bạn rất là chịu khó. Còn hôm nay thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.